Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua một chiếc bếp từ kết hợp với bếp hồng ngoại thì chiếc bếp từ hồng ngoại lắp âm sinh hao có mã là SHB82011MMD sẽ là một gợi ý dành cho bạn. Mặt bếp sở hữu màu đen bóng sang trọng kết hợp với chất liệu ceramic từ Đức cao cấp. Sản phẩm có một vùng nấu từ và một vùng nấu hồng ngoại nên có thể nấu hai món cùng một lúc, giúp bạn tiết kiệm thời gian nấu nướng. Tổng công suất của bếp đạt khoảng 4.400W, giúp nấu ăn nhanh, tiết kiệm thời gian. Bản điều khiển cảm ứng trượt, có đèn báo ở các nút chức năng và có màn hình hiển thị rõ ràng giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh. Với chức năng booster, vùng nấu từ sẽ hoạt động với công suất là 2.200W liên tục trong 8 phút để nấu nhanh, sau đó sẽ trở lại công suất được cài đặt sẵn trước đó. Công nghệ Smart Inverter thay đổi mức công suất tiêu thụ điện năng sao cho phù hợp với dụng cụ nấu và cả dòng điện. Hai chương trình chiên và nấu chậm Slow Cook hỗ trợ giúp các món chiên, xào cần nhiệt độ cao hoặc cần nhiệt độ thấp và vừa. Sản phẩm này đang có mức giá là 8.500.000 đồng. Trong cùng tầm giá, các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm sau đây. Thông tin chi tiết về sản phẩm bạn có thể xem thêm ở phần mô tả. Bạn cũng đừng quên like và subscribe cho kênh của tụi mình nha.